Hello, xin chào tất cả người. Vào nay thì mình sẽ chơi lại vị tướng Zeus với bộ trang phục là Lốc Địa Ngục. Và hiện tại bây giờ vị tướng này có khả năng anh em cánh team rất tốt nếu mà đi theo hai vị trí đó là đi rừng và cũng như là đi đường giữa nhá. Và lúc nào nếu mà đi đường giữa thì phong cách anh em mang cái cái chừng trị đi thì vẫn có thôi. Nhưng mà cho trận đấu này thì mình sẽ đi rừng và mang cái chừng trị đi, có thể là không biết là đi gank hiệu quả ở cái mùa năm này không. Và hiện tại bây giờ là team mình có Arduin này, một vị tướng bị quên lãng rất lâu rồi, và bây giờ mình mới có thể là thấy lại được trong trận đấu mà ở team mình luôn. Ok, Joker cho được tử vong, Achit bạch kiếm tiểu thư đấy chưa, Achit và Arduin. Không hiểu tại sao trong trận đấu này team mình gặp luôn hai thanh niên rất ít khi mà anh em có thể là thấy được trong những cái trận đấu Lico Mobile xếp hạng nha. Ok, và Zeus này, Lốc Địa Ngục, Ari này, đối phương có Thên Quang Vinh, Fit này, Alice, Superman và Violet. Thật sự thì nhìn thấy Superman với bộ trang phục bậc A, chúa tể công lý, và cũng như là anh em thấy là điểm thông thạo gọi là full rồi. Mình hơi bị lo lắng một chút, tại vì sao? Superman hiện tại bây giờ là một vị tướng có cái lỗi sát thương rất là nhiều nha, và chưa thấy được chỉnh sửa gì cả, được tăng rất nhiều sức mạnh. Và cũng như là hiện tại bây giờ nếu mà nó đang nằm ở trong cái top, khả năng là bị cấm rất nhiều. Và trong trận đấu này team mình quên mất là không cấm Superman rồi anh em ơi, rất là khó. Nếu mà anh em đánh danh kim cương trở lên, mình tin chắc một điều bây giờ thì hai vị tướng được quan tâm rất nhiều ở cái khu vực cấm ấy, cái hàng chờ cấm ấy, đó là Superman và TV ấy, thay cho Violet Murat đi, và bây giờ là Superman rồi. Tại vì sao mà hiện tại giờ Superman mới nổi, mà trước khi lúc mà nó mới ra mắt xong thì vị tướng này không nổi. Ok, giờ mình sẽ farm để lên level 4 trước đã. Hôm nay là không có ram luôn. Hiện tại thì lúc mà nó mới ra mắt Superman ấy, là một vị tướng thì anh em ít chơi lắm đó. Tại vì sao, nó dùng bộ kỹ năng rất là khó, nhưng mà sau một khoảng thời gian rồi anh em luyện dần luyện mòn, thế là cuối cùng là anh em đã chơi thuần thục vị tướng này. Và vị tướng Superman chính thức là một vị tướng hiện tại là đang đứng top với khả năng là gánh team đó. Khi mà lật kéo thành công này, hoặc là anh em sẽ mang đến cho bản thân một cái chiến thắng rất dễ dàng. Cho trận đó thì mình quên mất là không cấm Superman rồi, rất là khó khăn đây. Rồi, khổ quá, nhìn Superman là sợ vãi. Nhìn cái điểm thông thạo gọi là full đấy kia rồi, thông thạo S rồi, thì anh em biết tin chắc một điều thế nào cũng gọi là chơi rất là nhiều những trận đấu với Superman rồi. Rồi, ok, nhìn đối phương thông thạo thì thôi, nhưng mà cũng chưa biết được rằng nhiều trận mình gặp là đội hình thông thạo mà mình cũng là đánh cho te tua luôn. Ok, thôi mất cái con thủ dân tôi rồi, chưa lên level 4. Thôi, căng quá. Ôi, thôi, bay như thế rồi còn bị thêm hút cơ. Thế nữa là thêm. Ok, Achit tới rồi, hay quá, từ từ nha. Ôi, té, vãi cả Superman, anh em nhìn chưa? Rất khó chịu luôn. Một combo nhảy sổ đấy làm trắng và cũng là thổi gió một phát thôi. Đó. Cái này bây giờ mình phải rình bắt được cái thanh niên Jaffit kìa. Nhìn thơm chưa, Jaffit kìa. Vừa lao vào cắm tê tái xong sử dụng chiêu cuối thì đẹp quá. Ok, chắc chắn chết rồi. Đánh thường phát được chết rồi, em sống rồi. Thôi chết rồi, gặp Superman. Đánh hay thế. Phải công nhận Superman đánh rất hay anh em ơi. Đẩy mình về, chứ không phải đẩy mình đi. Sau đó là thủ gió một phát một mạng rồi. Công nhận đánh rất là hay luôn. Thấy chưa, cái chuyện mà không cấm Superman là như thế đấy. Thế nên bây giờ nếu mà anh em đánh danh thì giúp kinh nghiệm, cố gắng cấm Superman nha. Chứ còn Violet bây giờ thì được thả ra rồi. Mặc dù bị giảm sức mạnh nhưng mà anh em vẫn thích chơi nhiều. Chơi nhiều thì kệ đi, chứ còn cấm mãi thì tưởng đi thì chán lắm cơ. Rồi, kìa Superman ơi kìa. Rồi, hay quá Joker. Ok, một mạng nữa, hai vị tướng thuộc bản quyền DC hủy diệt nhau. Trong trận đấu này team mình có hẳn 3 người cơ. Tiếc thật không có Wonder Woman. Có một phát thôi thì chắc chắn trận đấu này thì hầu như là sẽ có một team, một cái đội hình mà toàn kiểu là bản toàn siêu anh hùng. Joker thì không phải siêu anh hùng nhưng mà thuộc về bản quyền DC nhá. Rồi, 3-2 rất là căng nha. Hiện tại đang leo danh, mình đang cố gắng leo danh kim cương một cách nhanh nhất có thể đây. Mới di sát danh xong, và cũng như là những cái vị tướng nào thì mình sẽ cố gắng chơi một vài lần về cái vị trí. Ví dụ Zeus mình cũng làm clip về đi đường giữa mang cái chừng trị đi rồi, nhưng mà chưa làm clip về Zeus đi rừng. Trong trận đấu này thì có cơ hội thì mình sẽ thử xem. Đó, lúc nào anh em cũng phải farm thôi, chứ còn đừng có mải mê gank quá. Anh em nhìn thấy trong trận đấu này hiện tại là chả có ai lên cao cả mà gank ấy, không có cơ hội thì anh em lại vào rừng thôi, có cơ hội thì anh em lại lao ra nhé. Rồi nè, Superman, anh em ơi, tập trung, sôi nó, bỏ lạc này, đầy cây máu nhá, level 4 chết chắc rồi. Chiêu cuối này, mình tạo rất là nhiều dấu ấn rồi, chết chắc rồi, sống sao, ôi, sao thế nhở, lại hỗ trợ rồi, không sao, nhưng hỗ trợ Achit, đáng ra là để cho mình ăn mạng chứ, tại vì là mình là sát thương rất nhiều mà, Achit đỡ đòn mà.
Nào anh em ơi, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đường kia tượng đường trên nó có rồng, đường rồng này, và có hiện tại đang thêm đăng mải mê farm và galit này. Ôi giời, hai hai thanh niên rất ngon lành. 14 giây nữa có chiêu cuối. Ôi phải luôn, sao lên muộn thế, mình ping như thế rồi mà cả Joker luôn cả. Buồn thật, lên muộn, rõ muộn luôn. Có cơ hội như vậy mà không hạ gục được. Ok, giày hộ vệ và trang bị cho vị tướng Zeal này mình sẽ để ở cuối clip nhá. Bây giờ thì mình sẽ tập trung farm và thử xem là test từ trang bị này nó có ổn định không. Và combo vị tướng này đi dừng rất nhanh thôi. Anh em sử dụng chiêu 1 này, đánh thường này, sử dụng chiêu 2 đánh thường phát lại hồi luôn cái chiêu thứ hai. Đấy là về việc khả năng combo vị tướng này hồi hồi chiêu liên tục, đi rừng sẽ giúp nhanh hơn rất nhanh nhá, không phải là ít đâu. Rồi ok, từ đầu game rồi, còn farm farm có đây đây, có đường dưới 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 dưới. Ủa, level 6 kia, mình level 8 rồi, tự hiểu là trận đấu này mình farm. Ôi gặp ngay thánh gia fit thôi, tắt điện đấy, tắt nắng đấy. Đối vị tướng Zeal này là một vị tướng có cái lượng máu thì không được nhiều đấy anh em ơi, nhưng mà sát thương thì vô đối đó. Và một cái điều nữa, nếu mà anh em nào chơi Zeal với một phong cách gọi là quá đẳng cấp rồi thì để mà sử dụng chiêu cuối băng trụ hoặc là sao đó thì rất đơn giản thôi. Đó, có thể băng trụ và lướt ra một cách rất đơn giản. Rồi, từ từ nhá. Hiện tại thì rất trâu trong đội tướng này, mình nghĩ chắc là rồi có ba vị tướng rất trâu nhá, có Thane này, có Zephyr này, có cả Superman luôn. Nếu mà đánh như thế này thì đánh càng về late thì mình càng thua anh em ơi. Có mà đâu không thì nói trước được, tại vì sao, khi mà team mình đang có Arduin và Cheat, hai vị vị tướng đỡ đòn rất rất là trâu bò. Nhưng mà được cái thì Joker thì nói về late game với Violet thì nếu mà trong combat thì Violet sẽ lợi hơn Joker, còn nếu mà về bắt lẻ thì Joker sẽ lợi hơn Violet. Nói chung thì mỗi thứ đều, mỗi vị tướng đều có một cái điểm lợi riêng thôi. Rồi rồi, nhưng mà combat thì Zeal thì gọi là chết tuyệt vời rồi, bắt lẻ hay là combat thì đó thì Zeal vẫn luôn là một vị tướng sự lựa chọn đầu tiên của anh em. Thật sự luôn, chứ không phải mình thiên vị vị tướng này đâu. Nó rất là bá mà. Bá đấy. Rất là bá đạo nha. Rồi, đó đánh thường phát hồi chiêu thứ hai, đánh thường phát này. Nói chung thì hồi kỹ năng liên tục thôi. Hồi kỹ năng liên tục nha. Farm rừng cũng tốc độ rất là nhanh thôi. Anh em không thấy là nó chậm gì đâu. Đấy chưa? Farm rừng rất nhanh nha. Đó. Các trang bị chủ yếu mình sẽ để ở với clip nhá. Rồi, ôi giời ơi, thôi thôi mình phải ganh luôn. Ganh luôn, rồi. May quá, Ali chạy thành công. Superman ơi, anh yêu em yêu anh. Nào, chúng ta yêu nhau. Rồi, 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 một mạng rồi. Tưởng mình lại hỗ trợ nữa thì buồn lắm. Nhưng mà hai mạng hỗ trợ được một và ăn được một mạng là thơm rồi. Rồi, hiện tại bây giờ đang là 6-3. Hay đấy, hay đấy. Trận đấu rất căng nha anh em ơi. Về trụ thì bây giờ khá là cân bằng nhau này. Mình chỉ hy vọng là Violet late game, nhưng mà một combo của mình thừa sức là hạ được Violet thôi anh em ơi. Kể cả Violet luôn. Đấy, khi mà thấy Violet anh em chơi Zeal cũng được, hoặc là Murat cũng được. Những cái vị tướng mà dồn sát thương nhanh khỏe, Zeal thì khi mà sử dụng chiêu cuối thì Violet có một lộn dần rời. Trừ khi là đứng cạnh những vị tướng đỡ đòn trợ thủ thôi thì có thể là sống sót được nha. Rồi, khổ quá, nhìn cứ nhìn thêm xong rồi ra fit rồi Superman, nhìn toàn những thanh niên máu trâu đến này thì làm sao mình combo được đây. Trận đấu này chỉ bắt nạt được với Valet thôi, thật sự thì bắt nạt được với Valet rồi anh em ơi. À đây đây đây, chạy đâu, từ từ băng trụ à, có kia có Acid kia băng trụ luôn, hay quá, chạy nhanh thế, không không đuổi đâu, bỏ đi, bỏ đi, nó yêu người khác rồi, bỏ đi, khổ quá cơ, nó về nó ôm trụ rồi làm sao mà ăn được. Rồi bây giờ cứ lang thang, gặp bỏ lạc là phải thịt luôn chiêu cuối này, một mạng đấy chưa, kiểu bọt bỏ lạc anh em nhìn thấy thêm rất trâu, trâu đánh lộn chết, mà trâu mà gặp đội hình là dồn sát thương nhiều như thế này thì chỉ có chết thôi, làm sao một cân được nhỉ. Rồi double kill nha, từ từ mình sẽ băng trụ ăn thử. Rồi Valet chết chắc rồi, sống sao, đánh thường phát này. Ok, thôi bắn em, mình lên được cái gâm tự thế thôi. Trời ơi, tí nữa thì chết, băng trụ hổ báo quá. 5-1, xanh quá. Nếu mà ra được 5 mạng như này thì trang bị của mình bây giờ rất là bá đạo rồi nha. Với phút thứ 12, 5 mạng cũng đấy gọi là rất nhiều. Đây rồi, có đàn lính còn rất là nhiều nữa cơ. Ôi, đàn lính này farm thì đã thôi rồi anh em ơi. Ok, vàng này, lên rất nhanh. Hiện tại giờ thì mình có thể là hơn đồ gọi là nhiều nhất hai bên rồi. Rồi,
Ở Jill thì một phong cách đi rừng rất ổn thôi, bởi vì vị tướng này cơ động và khả năng săn mạng rất đơn giản, vậy nên là anh em đừng bỏ lỡ cơ hội khi mà chơi vị tướng Jill này. Bỏ qua những vị tướng như ở Violet này, Thor Slim này, Murad Nakroth đấy, anh em thay đổi đi một chút, dùng một vị tướng khoét để có thể đi rừng xem sao, chứ còn đừng có chơi những cái vị tướng mãi mãi như thế. Những cái thế anh em thay đổi thật sự thì chơi như thế thì anh em quen tay cũng được rồi, nhưng mà nó tìm cái gì mới mẻ đi một chút để cho thay đổi đi đỡ chán, chơi mãi một con tướng thì cũng chán lắm anh em ơi. Rồi đấy, cho anh em thấy từ đầu game giờ mình farm farm rất là nhiều nha, thế nên là bây giờ mình đã lên được rất là nhiều trang bị rồi. Bây giờ mình sẽ đóng cái quyền truyện rồi hào nha, khi mà lượng máu của mình còn thấp thì mình sẽ được hồi rất nhiều, đâu sẽ được buff một lượng lớp giáp ảo từ cái trang bị đó. Rồi anh em từ từ ở dòng đã, nếu mà đối phương kiểu ôm trụ quá thì chúng ta ra kết liễu kinh công đó. Hiện tại phút thứ 9 mà đối phương đã phải chọn cách ôm trụ rồi, xem ôm được đến bao giờ nha, phút thứ 9 mà ôm trụ đến bao giờ đây. Rồi có cơm nhá. Alice chạy nhanh thế. Nói chung thì nếu mà đã chọn cách ôm trụ này rồi thì anh em cố gắng đẩy hết ba đường này, đẩy lính ba đường lên cao lên và chọn cơ hội anh em sẽ tập trung đẩy từng cái trụ một. Đấy, như thế thì sẽ gọi ra đàn lính siêu cấp. Và lính siêu cấp thì sao? Lính siêu cấp thì rất đau khổ nha, tại vì là rất trâu bò và cũng như là khỏe, đam rất to. Rồi đối phương dọn mỗi lính siêu cấp thôi đủ mệt rồi. Thôi 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 thôi, càng thế. Ui, cắt nay nhảy vào chiêu cuối rồi, phải bắt được cái Violet cơ, mình chưa ham làm gì cả. Bây giờ mình phải rình rình, ôi nhầm 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 nhầm. Bây giờ mình phải rình rình bắt được Violet cơ anh em ơi, chứ còn không bắt Violet mà lao vào cũng như không thôi. Đấy Violet kìa, Violet nhá, Violet này, Violet đây chứ đâu, chiêu cuối nào không tới. À đây đây, tôi sao nhảy linh tanh tinh vậy? Chết em rồi, chết em rồi. Đây 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 rồi, ôi hay quá, một mạng rồi, hay quá. Thôi nha, té té té. Mình còn tị máu thôi, Violet lộn phát là chết rồi. Có lẽ mình phải biến về thôi anh em. À từ từ, có Superman. Có Superman này. Ôi kéo 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 đi ra đây này anh em ơi. Đi ra đây đi, hay quá, chết chắc rồi. Này thì Superman, à đây. Sắp có chiêu cuối rồi, hay quá, hay quá. Đấy chưa anh em ơi, nếu mà farm được xong thì để mà sử dụng chiêu cuối tiếp cận được Violet thì rất là khó, tại vì là mình chưa kịp hồi và cũng như là cái khoảng cách còn xa. Vậy là vừa mới hồi xong là một phát là mình ấn luôn chiêu cuối thì nó nhảy từ con lính mà dồn sát thương sang Violet, thế là mình được một mạng luôn. Farm vừa xong thì không phải là gọi là trình độ đâu mà gọi là may mắn thôi, chứ còn đấy là do may mắn nhá. Đó, lên được quyền trượng phát là hồi bút giác ảo kìa, khá là may mắn trong pha vừa xong, tí nữa thì chết. Nhưng mà công nhận thì cũng phải tuyệt vời thật, khi mà vừa mới hạ xong anh em kinh công kinh công. Đâu rồi, gọi nhau ra kinh công mà không ăn à, hạ kinh công càng sớm càng tốt nào. Rồi có kinh công là kết thúc trận đấu luôn, dùng chiêu cuối hồi làm máu vãi anh em ơi. Mình có con rơi quỷ nữa cái ấy, có rơi quỷ nữa nên hồi rất nhanh. Bây giờ thì thêm cả cái bùa của kinh công nữa, đó hồi máu rất là nhanh nha. Rồi anh em thể nhìn thấy hiệu ứng bên dưới của mình rất nhiều đấy nha. Nào một mạng nữa, rất đơn giản thôi, đã xanh mình xanh mình có quyền mà. Bây giờ mình xanh thì chấp chấp cả thôi, nói chung thì không không chấp được, nói chấp thế là hơi phũ phàng, tìm họ ra quánh cho sấp mặt thì thôi. Ok anh em từ từ nha, bây giờ mình sẽ lên triệu hỗn mang nha, mới chết một mạng đầu game ngu người luôn. Rồi khổ quá. Thật sự nào, nếu mà anh em chơi nhiều League of Mobile anh em biết rồi, nếu mà đội hình nào mà có Alice thì thủ nhà rất khó chịu nha. Một vị tướng mà thủ nhà thì gọi là chết cả tuyệt vời rồi. Mỗi lần tiếp cận thôi cô nàng này lại ném cho từ từ từ. Hiện tại thì nhà đang bị lính đẩy rất đông anh em ơi. Đó, mình phải về mình thủ nhà đã anh em ơi, từ từ nha, anh em đừng có bát vội. Tiện thể mình ăn luôn bùa xanh. Đó, Alice ấy, Alice thật sự thì rất là khó chịu luôn, lao vào bị cầm lặng xong còn làm chậm nữa, lính lên phát là lại diệt luôn rồi. Lấy đâu ra cơ hội, từ từ lui về đi anh em ơi, thiếu người. Bây giờ mình sẽ cố gắng lên theo đồng đội nhá, quả đúng là trang bị triệu hỗn mang thôi là full đồ rồi mà, là bắt lẻ từng người một để kết thúc trận đấu phút thứ 13 rồi, phút thứ 13 rồi. À đây Alice chết chắc rồi, Alice ơi, Alice bé nhỏ của tôi thật bịt ngay mà. Sao, trời ơi phí chưa, một xíu nữa thôi, phí thật là Superman té té té. Ôi, rất là phí anh em ơi. Mình đã nói đâu mà, gặp Alice thôi là gặp cái câm lặng thôi là đủ rất khó chịu rồi. Nhỏ nhưng mà có võ, đừng có khinh Alice nha. Em nhỏ em yếu đuối nhưng mà em lại có võ cơ.
rất là thông minh đấy. Rồi team hiện tại đang ăn 14 mạng cho nó, mình ăn 9 và hỗ trợ 3. Cái này thì hôm nay trận đấu này đánh rừng gọi là thành công quá, khi mà hỗ trợ cũng được tương đối, ăn mạng cũng khá là nhiều, nhưng mà để mà giúp được trận đấu này chiến thắng thì gọi là cái điểm quan trọng cơ, chứ còn xanh mà không cật thắng được thì thôi, thua sấp mặt thì hơi bị đen anh em ơi. Thật sự thì như vậy thì hơi bị kém. Mình thì không biết trận này ra sao đây, tại vì là đối phương ôm trụ rất khó chịu nha. Đây là theo kiểu là câu kéo về late game đấy, kiểu là cố thủ ôm farm để hai bên phun đồ và combat nhau theo trình độ của ai cao hơn thì người đấy thắng. Ấy mình tin chắc một điều đối phương đang nghĩ được vậy, ôm đi mày ơi, ôm đi để tao lên đồ cho late game, phun đồ đã, hai bên phun đồ quảnh nhau. Trời ơi, nếu mà team mình mà để late game được là đối phương late game thì chắc chắn team mình thua, thua là cái chắc đó anh em ơi, không bao giờ thắng được đâu, tại vì là có rất nhiều đỡ đòn kèm theo cả sát thương lớn từ Vayne kìa. Ô băng trụ và máu thế. Băng à chít rất trâu anh em ơi, một mạng này rồi. Ôi ui, lướt một phát luôn, hay quá, chết luôn cả cả Vayne này, đẩy luôn trụ, xin luôn cái trụ đứng giữa nào. Anh em đủ hiểu là cái chiêu cuối của mình nó bay nhảy thôi, nó bay đến người nào người đấy thốn đến tận rốn luôn đấy. Ôi đẩy trụ, đẩy trụ, đẩy trụ, đẩy trụ, đẩy trụ nhanh. Thôi nó lại ra rồi, nhanh thế, không kịp rồi anh em ơi, té đi. Không kịp rồi, chết em rồi. Rồi xác định rồi anh em ơi, biết ngay mà. Super mẹ thôi, một xíu đúng 1 giây nữa thôi là cái chiêu cuối nó hồi rồi. Phí thật đấy, cái chiêu cuối 1 giây nữa thôi. Đúng nhờ, công nhận chơi Liên Quân Mobile 1 giây hồi chiêu thôi cũng là cả một vấn đề anh em ơi. 1 giây thôi là cũng đủ hiểu là anh em sẽ có thể sống sót được hoặc là số phận anh em sẽ ra sao. Phí thật, thật là đáng tiếc luôn đấy. Rồi hiện tại team mình ăn 16 mạng rồi nha. Thật sự rất là khó luôn anh em, mà gặp đội hình như này thì khó chịu không. Cứ chạy anh em, cứ chạy lăng quăng đường trên, đường dưới, đường giữa đi, mà không thể nào đưa được đàn lính vào khu vực nhà đối phương. Nhưng mà dù sao vừa xong combat thì cũng lãi thôi, khi mà đẩy được một cái trụ thì mà rất tiếc là mình đã bị chết thêm một mạng nữa rồi. Chờ Superman thông thạo S là anh em đủ hết là chơi khá là hay, mấy pha liền là đẩy mình về, mình phải công nhận duyệt những cái pha đấy cực kỳ là hay luôn đấy. Chắc là nếu mà lên không hiệu quả mình sẽ cuối game mình sẽ lên cái trang bị là giáp hộ mệnh nhá, bán đi và lên cái giáp hộ mệnh cho nó cứng cáp một chút. Chứ còn để như trang bị như thế này thì rất là sợ anh em ơi. Đây mình sẽ lên giáp hộ mệnh nhá. Chứ còn như thế này mà máu giấy lao vào anh em không dồn được nhiều sát thương, không giết được nhiều mà anh em bị chết sấp mặt trong đấy thì thôi. Có giáp hộ mệnh anh em sẽ hồi sinh và đợi cái chiêu thức hồi luôn. Và lúc đấy thì anh có thể khả năng là lật kèo rất đơn giản. Rồi phút thứ 16. Kìa kìa, quay đi quay đi quay đi. Hết đường này đường nọ anh em đẩy, biết thấy chưa anh em thấy chưa? Rất khó chịu luôn. Mình đẩy đường dưới thì đối phương lại chia nhau xuống đường dưới, mà đang có hai người đẩy trên top lại có hai thanh niên ở trên top đứng giữa một người thì thôi nói thật thì cái trận này ôm thủ rất khó chịu luôn, băng trụ cũng khổ, là đánh càng về lâu cũng khổ cơ. Đánh rất tốn thời gian nha. Thật sự rất tốn thời gian luôn. Mình có giáp hộ mệnh rồi anh em ơi. Bây giờ chỉ cần một thanh niên vào đỡ đoàn thôi. Ủi thôi, Joker lên bảng, trời ơi. Siêu việt cho Alice. Đủ hiểu nó đứng bên ngoài nó rỉa như thế nào rồi. Thôi về 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 anh em ơi. Thủ đợi Joker lên nào. Bây giờ thiếu người, thiếu Joker thì combat thế nào được. Sấp mặt luôn đấy, sấp mặt toàn tập. Ê, thêm này, thêm, 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 thêm. Kìa thêm kìa, chơi luôn, hay quá. Ồ, thật bắt lẹ luôn. Sao toàn là thêm đầu tàu nhỉ? Ôi thôi, thôi, thôi nhá, em đùa đấy. Ui. Một phát bắn Violet nửa cây máu. Sợ thật anh em ơi. Nửa cây máu kéo thua rồi, thua sấp mặt bây giờ. Về nhanh, về nhanh, về nhanh. Ôi cả Superman này. Chết em, chết em, chết em rồi. Đây mình sẽ thử lao vào bắt Violet nha. Thử lao vào bắt Violet là chiêu cuối này. Trời ơi, Violet ơi, sống đâu. Mình có giáp mạnh mà. Nhảy, thôi, vãi cả luôn cả cái thanh niên thêm kìa. Đẩy mình vào tường kìa. Trời đất ơi, may quá mình có giáp mạnh kìa. Rồi, một pha combat thì đối phương không đẩy được cái trụ luôn. Và dù sao thì mình mất luôn cái giáp hộ mệnh rồi. Bây giờ thì đủ người có Joker với bắt lẻ luôn anh em ơi, hay quá. Cho thêm lên bảng đi, bắt lẻ luôn. Rồi, hình như đối phương ăn kinh công thì phải. Biết ngay mà kinh công luôn kìa. Thôi nhanh lên, bắt lẻ. Bây giờ là đối phương có kinh công rất là lợi rồi anh em ơi. Bây giờ bắt được Alice nữa thì thắng luôn rồi, chắc chắn luôn. Cái điểm then chốt trong trận đấu này là Alice thủ nhà rất là bá đạo. Ok, chấm dứt hiện tại đã mất hai vị tướng trợ thủ đỡ đoàn rất trâu bò đối phương, đó là thêm với cả Alice rồi. Và hiện tại giờ mình chỉ còn hay quá, vớ được luôn AD kìa. Cho chết luôn, hay quá Joker ơi. Tuyệt vời chiêu cuối này. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.
sẽ có mạng ở đây. Ok, thủ nhà này chỉ cần một sai sót nho nhỏ thôi, chạy nhanh thế. Chỉ cần một sai sót nho nhỏ thôi là sẽ đưa cái trận đấu này về kết thúc trận đấu nha anh em ơi. Ok, lần này Superman thì quét sạch đấy anh em ơi. Victory, một trận đấu đối phương ôm thủ rất là khó chịu. Và thật sự thì cái trận đấu này thì đối phương ôm thủ như vậy thì mình cũng phục thôi. Nếu mà thắng được thì rất là tuyệt vời. Ok, MVP và các trang bị cho vị tướng Jill lúc địa ngục thì mình sẽ để ở cuối clip nhá. Hy vọng rằng anh em có thể là chơi vị tướng này tốt và có thể leo danh một cách nhanh nhất có thể với vị tướng Jill và trang bị đi rừng. Đó. MVP 10.3 này, kiếm vàng nhiều nhất, đẩy trụ nhiều nhất, ăn mạng nhiều nhất, ăn hat trick này. Đó, có lượng sát thương cao nhất này. Cái gì nhất 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 thế này. Một trận đấu đi rừng khá là thành công. Ok, trang bị cho vị tướng pháp sư nhỉ. Đây, Jill đây đẹp dài đây. Đó, gươm Noki này. Đó, giày hộ vệ này. Đó, xong rồi gươm tận thế, vương miện Hamex, quyền trượng heo và trượng hỗn mang. Anh em có thể bán trượng hỗn mang đi và lên cái giáp hộ mệnh. Đây là các trang bị cho vị tướng Jill mà mình lên trong trận đấu và cảm ơn mọi người đã theo dọi video mình. Yêu tất cả mọi người, I love you, chị, I love you, nệ nệ, bye bye.